Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Từ Dương và đám đệ tử của mình đã trở về Thiên Lam Tông. Dĩ nhiên, bọn họ không trở về tay không, ngoài linh dược thu được còn có rất nhiều bảo bối khác. Đúng lúc này, có người xuất hiện ở tông môn, dù đã ẩn đi khí tức nhưng vẫn bị Từ Dương phát hiện. Sau khi cho tên kia một trận lên bờ xuống ruộng, Y Sai Đỉnh Phong ném hắn ra đường Tề Châu. Cho dù người đứng sau tên này là ai, cũng để hắn biết được Thiên Lam Tông không phải là nơi hắn có thể chọc vào. Và mở đầu trailer tập 11 luyện khí 10 vạn năm là hình ảnh một lão giả đang phân phó xuống dưới, ban lệnh đổ sát Thiên Lam Tông. Tất cả người lão phải đến bí cảnh này đều tay không trở về, hơn nữa còn bỏ mạng không ít. Ngay cả cao thủ mà hắn phái đi nghe ngóng tình hình cũng bị phanh xác giữa đường. Nghe tin một tên luyện khí kỳ ngang nhiên ngạo mạn như vậy, lão sao có thể cam tâm? Hình ảnh của đám Tử Dương cũng được giáng cáo thị khắp nơi, phàm là những ai có thể mang đầu bọn họ về đều được thưởng lớn. Lúc này, sau khi trở về tông môn, Từ Dương bế quan luyện đan đã luyện được kha khá. Tất cả tinh hạch của ma thú lấy được tại bí cảnh đều được hắn luyện chế ra trúc cơ đan. Đối với người bình thường mà nói, trúc cơ đan tuyệt đối không phải đan dược bình thường, ăn nó vào chắc hẳn sẽ đột phá trúc cơ kỳ. Mà hàng vạn năm nay, Từ Dương ăn đan dược này số lượng đã chất thành núi. Hiện tại, hắn ăn trúc cơ đan như ăn vá đậu phộng, vậy mà vẫn không có chút tiến triển, khó trách bản thân cảm thấy chạnh lòng. Hắn thở dài một cái, tiếp tục luyện chế những đan dược khác. Lần này, mục tiêu là muốn luyện một loại đan có thể giúp tăng lên kim đan kỳ cho hai đồ đệ của mình. Không chỉ thế, còn có những đồ đệ khác của Thiên Lam Tông. Nhìn xuống đống đan dược chất như núi kia, Từ Dương nhíu mày, một mình kéo cả tông môn đi lên, thật sự áp lực không hề nhẹ. Lần này trở về, đám đệ tử trong tông môn đích thị chuyên tâm tu luyện. Còn thêm đan dược bọn họ được lão tổ phân phát, tất cả đều có tiến bộ rõ rệt. Thế nhưng, trong lúc này, phiền phức đã tìm tới bọn họ, không biết từ đâu mọc ra 8 tên nguyên anh kỳ xuất hiện, không nói lý lẽ đã ra tay công kích. Mặc dù đám đệ tử tiến bộ không ít, nhưng so với cao thủ cấp nguyên anh thì vẫn còn kém xa. Ngoài trừ Phương Viêm và Đỉnh Phong bị cưỡng chống đỡ ra, những người khác đều đã bị đánh bay. Suốt cuộc cũng có người vào báo cho Từ Dương là luyện đan hắn đang luyện dở lại bị thất bại, không thể trách tâm tình hắn bất ổn. Rất nhanh, y đã có mặt ở đại sảnh. Tuy vậy không vội ra mà chăm chú quan sát hai đệ tử ưu tú của mình, mãi cho đến khi bọn họ không thể chống đỡ được mới ra tay với đám người kia. Xử lý mớ phiền phức này xong xuôi, Từ Dương một mạch đi ra ngoài. Triệu Thiên Vũ khó hiểu nhìn sư phụ gọi với theo. Sư phụ, người muốn đi đâu? Hiển nhiên, hắn phát hiện ra đám người này không chỉ có thế, phía ngoài còn rất nhiều người tìm đến hắn, muốn hắn tiện đi gặp Diêm Vương. Cũng trong lúc này, ở một nơi khác, có người đã đến gặp Ngư Tam Nương. Nhìn thấy người này, Tam Nương vô cùng ngạc nhiên, nàng thất kinh lên tiếng, vì sao ngươi lại có mặt ở đây? Rõ ràng, thiếu niên chớp mắt là người quen cũ của nàng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hắn lúc này mang đến cho Tam Nương cảm giác chẳng lành. Người vừa đến ra lệnh cho nàng cùng những người khác phá vỡ trận pháp của Thiên Lam Tông. Tuy nhiên, đã chứng kiến qua thực lực của Từ Dương, Tam Nương nghĩ đây chưa phải là thời cơ thích hợp. Trong lúc nàng phản đối ý kiến của nam nhân kia, thì ở phía sau nàng có người xuất hiện mà Tam Nương trong trạng thái nguy hiểm nhưng bản thân lại không hề phát giác. Ngay khi một bàn tay chụp trước miệng nàng, Ngư Tam Nương vô cùng kinh hãi, nàng vốn định hô lên nhưng rốt cuộc không kịp mà trực tiếp bị đánh ngất. Ở một phía khác bên trong nội viện, sau khi được Từ Dương cứu khỏi bí cảnh, Khổng Phiêm đã cùng bọn họ trở về Thiên Lam Tông. Lúc này, cô bé vẫn hồn nhiên ăn trái táo trong tay mình nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Lại nói sau khi giải quyết mớ phiền phức kia, Từ Dương không quan tâm đám đệ tử mà đi ra ngoài. Lúc này, y đã có mặt ở sườn núi. Hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt bình thản của hắn lúc này cũng phát hiện dường như việc y làm thật sự là bất đắc dĩ. Bên ngoài Thiên Lam Tông, một đám tu sĩ kim đan kỳ hội tụ dưới chân núi Thiên Lam Tông, hai mặt nhìn nhau, bọn họ muốn đi vào Thiên Lam Tông, thế nhưng bị đại trần Hồ Sơn Thiên Lam Tông cản ở bên ngoài. 16 kim đan kỳ bị một Thiên Lam Tông nho nhỏ làm khó, nếu việc này truyền đi, nhất định sẽ bị người đời cười đến rụng răng. Cho nên, bọn họ lựa chọn cường công, phá hủy đại trận Vũ Sơn. Có một điều duy nhất làm cho bọn họ không hiểu là vì sao Từ Dương còn chưa hiện thân. Đến đây thì cũng hết tập 11 luyện khí 10 vạn năm. Từ Dương sẽ lựa chọn cách thức nào để đối phó với thế lực thần bí đang truy sát Thiên Lam Tông? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha!